Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Còn hôm nay thì mình ra được video các bạn, từ hôm Tết về thì mình không làm video vì là về nhà thứ nhất là không có mạng, thứ hai là nhiều việc các bạn, mình không có thời gian để quay video được vì trên nhà mạng rất là yếu, không có wifi. Chồng mình về quê thì cũng không có mạng để quay video được, đang tìm 3G nhưng mà yếu lắm các bạn. Hôm nay các bạn thấy mình ngồi một góc nhà nó lạ đúng không, với lại nhìn nó mới đúng không, vì hôm nay vợ chồng mình thì cũng đã chuyển phòng trọ mới các bạn. Thì vợ chồng mình về cái phòng trọ gần để cho cái phòng trọ cũ trước mình thuê đấy, bây giờ mình ở gần đấy thì mình chuyển về trong này thì ở các bạn, không ở cái phòng trọ cũ ngoài mặt đường thêm nữa. Thì mình cũng quay một góc rất là lạ, thì là hôm nay mình ngồi mình quay thì mình lấy một cái góc này ngồi cho chúng các bạn. Thực sự là nhà mình thì nó có ba cái bóng đèn nhưng mà nó chói lắm các bạn. Mình quay góc bên này thì nó chói bên này, bên kia chói bên kia, ngồi góc này nó đỡ, các bạn xem không cảm tạ cho mình nha, vì mình chưa xe cái gì nhỉ, mình chưa tạo được cái góc máy quay ngồi để quay video ấy. Hôm nay mình mới chỉ quay tạm thôi, mình phải chắc mình phải tìm một cái góc nào nó không bị chói, nguồn ánh sáng nó đủ để mình quay video. Hôm nay thì mình ngồi trò chuyện tạm với các bạn đấy. Thì hôm nay cũng là 11 rồi đúng không, 11 rồi, thì mình cũng chúc tất cả các bạn năm mới ăn thân thịnh vượng này. Làm ăn thì suôn sẻ, là gặp được nhiều may mắn hơn năm cũ các bạn nhé. Đấy thì tự là mới cái đầu năm này thì đúng là bước sang 2021 ấy, thực sự là mới đầu năm thì gia đình nhà mình cũng có chút trục trặc các bạn, thực sự là rất là đau đầu, mệt. Mình này cũng đang thấy ốm, con Mickey nhà mình ấy, con chó nhà mình ấy thì nó cũng chán ăn, cứ ăn là đi nôn, bố mình thì lại đi viện các bạn, thực sự là rất là mệt mỏi. Về chừng mình xuống đây thì bố mình lại đi viện, năm ngoái cũng thế, ông này hình như bố mình là mỗi năm phải đi viện một lần, năm nay lại đi viện. Sức khỏe của bố mình thì hình như mỗi năm nó càng yếu dần các bạn. Hôm nay bố mình mới có 48 tuổi thôi, mà thực sự là do uống nhiều rượu ấy, người rất là yếu thì lại đi viện rồi. Bây giờ mình vừa mình xuống thì bố mình lại đi viện. Đấy, năm nay làm ăn chưa làm ăn được cái gì mà đầu năm đã đi viện rồi các bạn. Hình như năm nào bố mình cũng phải đi viện, năm ngoái thì đi viện thì bố mình có khỏe hơn các bạn. Năm nay bố mình yếu lắm, ăn thì cũng không ăn được nhiều các bạn. Một bệnh thì rượu, uống rượu thì đi viện cũng uống rượu nhưng mà người lại yếu, nên là tình trạng nói chung thì bố mình thì bây giờ bị suy tim này, suy thận này, nói chung là không biết là sống được bao lâu nữa, nói chung là xấu như ngày nào thì hay thì đấy, còn rất là mệt mỏi, suy nghĩ nhiều cái đau đầu lắm bạn. Tiền mới đầu năm chưa làm gì, năm nay các thứ như thế nó rất là nhiều việc. Đấy, thì mình cũng có bán quần áo các bạn. Cái gì nhỉ, là mình đang gì tập tành kinh doanh online. Đấy, mình cũng có nhập quần áo về để bán hàng online. Và đầu năm mình bán thì vẫn chưa thấy có khách nào mua các bạn. Mình mới đăng bài lên được từ hôm kia hôm qua. Đấy, bây giờ mình cũng đang tập tành bán hàng online. Mới bán đây thì vẫn chưa chạy cho lắm, nhưng mà mình cứ thử nhập, mình mới nhập một ít về mình bán thử để xem là mình có bán hàng hay không ấy, thì mình mới nhập về thêm. Chứ bây giờ mà ôm lâu nhiều quá mà không bán được hết thì bỏ tiền ra mà nhờ ôm về một đống hàng mà không bán được thì nó bị tồn hàng á, rất là phí các bạn. Là quần áo này nhập thì mình phải nhập về, nó quần áo này thì mình nhập ví dụ như kiểu là theo mốt thì ví dụ như kiểu là mưa đang hot thì nhập cái mẫu này, còn nhập mình nhập hàng đống về xong lúc nó ra cái mẫu mới như cái mẫu đấy mình không bán là bắt buộc mình phải xả hàng, bắt buộc là bị lỗ các bạn. Nên là mình mới ôm một ít về mình bán, mình là chưa ăn được bộ nào. Vì ở đầu năm nay mà đo mới mọi người cũng chưa đi làm ấy, năm nay cũng khó khăn, đầu năm chưa ăn đi làm thì mình nghĩ là cứ để từ từ đã, gần bước sang hè thì mình mới đi nhập hàng với thêm ạ. Bây giờ thì mình mới nhập được có một ít đồ ngủ này, quần đùi, quần sóc bò ấy, với lại áo cộc, với lại một ít váy body đấy, với lại chân váy, mỗi thứ thì mình nhập một ít thôi ạ. Còn nếu như mà mình mà bán được, mình mà lần sau mình mà đi lấy hàng ấy thì mình phải bốc nhiều hơn, đi một lần cho nó đỡ mất mệt lắm ạ. Đây là mình đi tự mình đi lấy hàng thôi, chứ không phải là mình đặt hàng qua mạng về xong rồi mình bán, thì mình nhập hàng qua mạng thì mình không sợ được cái chất vải của nó như nào.
Đấy là mình không biết được là hàng của nó lúc mà gửi đến tay mình như nào, sợ quả nó bị rách hay là bị xù các thứ, nên là mình bắt buộc phải tự tay mình đi nhận hàng thôi ạ. Với lại ảnh thì cũng là tự tay mình chụp ảnh thật lên luôn, tuy là nó không được đẹp như kiểu là người ta qua photo chỉnh sửa, nhưng mà thực tế là ảnh nó thật từ trong điện thoại như nào thì bên ngoài nó cũng như thế, nó cũng kiểu là nó cũng khác nhau, giống nhau 100% ạ. Mình thì điên điên pha mà ngồi nói chuyện các bạn, nhưng mà ngâm ngủ bị ngứa mũi khó chịu. Đi về đấy, hôm nay mình chỉ tâm sự vì mình từ hôm Tết đến hôm nay 11, ngày 11 cũng là hôm nay, tính là 22 tuổi nên mình ra video. Thì hôm nay mình ra video thì các bạn mà không biết thì cũng nghĩ chắc nghĩ là mình không làm video nữa. Vì thực sự là thời gian nó cũng khá là dài. Thì là về nhà thì việc thì mình cũng không phải làm video đâu, thì về nhà mình cũng đổ đường. Năm nay vợ chồng mình về thì đổ được cái cổng đến đi ấy, cổng đổ đất các bạn, đổ đường đi, đổ đường đổ ít cái bên đường gọi là nhà lát xi măng, làm xi măng đúng không, gọi là xi măng đường đi làm sạch ấy. Đấy, đổ đường đi làm sạch thì cũng chẳng làm gì, vì ở quê thì mình cũng phải nhiều các bạn quan nấu ăn thì không biết nấu, có lẽ mình nấu rồi thì làm chủ yếu là không có mạng nên mình cũng không quay được video. Đấy, nên là nó hôm nay xuống thế này, chuyển nhà các thứ xong hôm nay ổn định rồi, mình cũng người cũng mệt đấy, nhưng mình cố mình dậy quay video tâm sự trò chuyện với các bạn để các bạn biết là mình cũng gọi là video. Vì từ hôm xuống đây là chuyển nhà luôn, các thứ mệt mỏi mình cũng chẳng quay được video. Chồng mình thì cũng mới ra một ít video, một hai cái video gì đấy. Từ hôm về quê thì chồng mình dùng 3G á, nó rất là vốn dung lượng các bạn, thì năm từ cái gói 120.000 một tháng, không hiểu sao mình vừa dùng mà nó hết dung lượng mấy cái ngày hôm sau rồi nào về còn tiếp, dung lượng tốc độ cao đấy. Thì mình lại phải hủy cái gói 120 đi, mình lại phải đăng ký 5.000. Ở cái nhà cứ đăng ký 5.000 lúc đúng lúc đi ra lên được một nửa rồi lại hết dung lượng cao, không truy cập được, tại đăng ký tiếp. Thì tự là ở đâu thì ở có wifi rồi nó cũng tốt hơn là mình đăng ký 3G. Ví dụ như các bạn đăng ký 3G để các bạn xem phim bình thường thì là dung lượng của nó sẽ không bị cao, và cái dung lượng mình đăng cái video lên trong một cái video có mười mấy phút, nhưng mà dung lượng của nó cực kỳ nặng luôn các bạn, nó bị vốn video cực kỳ nặng luôn. Vì là ở quê wifi không dây của chồng mình nhất, trước chồng mình có mời wifi không dây về để quay video, nhưng mà cũng wifi không dây đấy, ở đây thì nó có mạng để mình về trên nhà mình bắt được mạng, nhưng mà sóng chập chờn á, lúc thì có lúc thì không, hầu như là ngoài những mà không có ra thì ít thì là có nhất cả đầu quay cho tay. Chứ mình dùng wifi dây này, nếu mà vợ chồng mình về quê ở nhà luôn ấy, thì chắc chắn là phải kéo đến một cái đường dây mạng rồi để ổn định mạng để quay được video. Chứ còn mà mạng nó cứ kiểu này thì không thể nào quay được video vậy. Dùng wifi thì nó khỏe hơn, thì đăng video nó cũng nhanh hơn. Ở nhà đăng được cái video cho hết mình cái gì nhỉ? Chồng mình quay được cái video mất mười mấy phút, hai mấy phút. Xong rồi quay ra mất hai mấy phút này, xong rồi đợi nó xuất nữa, mất thêm nửa ngày. Đó, xong rồi đăng lên video thêm nửa là buổi chiều nữa. Thế là hết nguyên ngày chỉ để được cái video đấy. Đấy là mình cân chồng mình quay ra. Chứ còn kênh, cả kênh của mình quay thì không kịp, một ngày là một của cái video. Tác hại của việc không có wifi à, này mình chẳng ngủ được, không khó mất ngủ nên là mình hay mệt mỏi khó chịu. Nói chung là mệt mỏi lắm. Về nhà ăn thêm Tết ăn nhiều đồ, lại tăng mấy cân nữa chứ, bụng lại hơi sọc qua bụng mỡ ngoài trắng đời. Ở phía này thì có lẽ đổ ạ. Cái nhà nó cú ấy. Hôm qua thì nắng to, hôm nay thì được dâm dâm. Ở trong này là mình ở tận trong cái ngõ gần không cho cú ấy, nó cũng ồn ào như ngoài đường có xe máy. Thì mà chắc là ai người ta rửa xe thôi, công tắc cũng chưa ra rửa xe ở ngoài với ồn người ta công tắc. Ba công việc phải nghĩ các bạn đầu năm đầu cái chưa làm bán quần áo thì chưa bán được bộ nào, nhưng mà mình thôi mình cứ kiên trì thì cố đăng bài luôn đi, kiểu gì mình cũng nghĩ là ở cứ ngày sắp có ngày lên tìm ạ, cứ cố đăng bài lên tìm
mình nhầm nhầm một ít nữa, mình cũng chỉ có hôm qua mình đăng hết các mẫu rồi, hôm nay cũng chẳng có mẫu nào mình phải đăng lại nữa. Mình chỉ để cho ai đấy lên mua thì nó hợp. Được chưa vậy? Được ra. Và tiên, các bạn sẽ tăng thôi lên mình có cái hộp. Các bạn để ý thôi mình có hộp đấy anh vậy. Chồng mình một cái hộp đấy để về để cho mình bán mạng ấy. Bây giờ mình sẽ đi quay quần áo qua cho các bạn xem nhé. Nếu mà bạn nào mà thích thì liên hệ trên bình luận cho mình biết. Sau đó là mình sẽ gửi cho các bạn cái đường link Facebook của mình đấy. Thì các bạn vào đường link Facebook của mình đấy để cho quần áo nhé. Bây giờ mình sẽ quay trực tiếp quần áo của mình nhập cho các bạn xem. Nếu như bạn nào mà thích quần áo thì có thể ủng hộ mình nhé. Đây là những cái mẫu quần áo mình vừa mới nhập về các bạn. Đây. Đây là bộ ngủ các bạn. Đây. Đây là cái chất liệu, cái chữ áo gì nhỉ? Quên rồi. Đây là hàng áo của LV. Đây, hàng LV dập chìm, các bạn nhìn bên ngoài các bạn nhìn xa này. Đấy, các bạn thấy nó đỏ đỏ hết thôi. Nhưng mà ngoài mặc rất là đẹp quan nhá. Đây. Đó, rất là nhiều mẫu đồ ngủ. Vì là do mình tự quay được ấy thì mình không thể nào mà quay ấy cho các bạn xem được. Bên ngoài thì nó rất là đẹp. Nhiều mẫu lắm. Đây là mình cho các bạn xem qua qua. Bạn nào mà muốn được xem được nhiều mẫu thì cứ liên hệ với mình để mình sẽ gửi link Facebook của mình cho các bạn xem nhá. Thực sự là nhiều mẫu lắm. Đây là mình chỉ cho các bạn xem qua qua được một hai mẫu, vì một tay mình vừa cầm máy, một tay vừa quay là hơi bị rung máy, các bạn thông cảm nhá. Đây là quần bò. Đó. Quần bò. Đó. Quần bò này. Đó. Áo cộc. Áo này là áo vải và vải tự nhiên. Có giống như cái vải lanh ấy, mọc cực, mặc mùa hè thì cực kỳ thoáng luôn. À, còn đây là cái chân váy body. À, còn đây là cái chân váy ngôi sao lấp lánh. Còn đây là bên này trong là cái chữ váy chữ sờ các bạn. Đấy. Đây mình mới chỉ nhập được có bao nhiêu này về để bán các bạn. Thực sự là mình cũng không ôm hàng nhiều vì là mình sợ là bán không có được ấy, nên mình chỉ nhập được ít. Bán theo set bộ. Đây. Bên trong này cũng vẫn còn. Đấy, áo. Ôi chết tơ. Áo kẻ caro các thứ. Hàng mình tự đi nhập nên là chất vải đẹp cứng đẹp mịn. Giá rẻ 100% các bạn nha. Một bộ của nó không đến quá 300. Chỉ dao động từ 200 dưa, từ bao nhiêu nhỉ? 260. 260 lọc quay đầu, không có bộ nào đến 300 các bạn nhá. Đấy. Ví dụ như mình là một cái áo này, ví dụ một cái áo này. Đây, ví dụ như một cái áo này với một cái quần này. Đấy, thì một cái quần này sẽ là 160. Cái quần 160 này với một cái áo là 100. Đây. Như áo này sẽ là 100 các bạn nhá, thì nó sẽ dao động một bộ là 260. Nhưng mình nếu mà bạn nào muốn mua thì các bạn nên mua theo bộ. Đấy, nó sẽ rẻ hơn, mua một lần áo thì các bạn có thể mix với quần khác cũng rất là đẹp. Còn quần thì các bạn có thể mix với áo khác, mua một lần được cả hai là sẽ tiết kiệm phí ship hơn là mình chỉ mua một cái quần các bạn nhá. Đó. Thì đấy, đây là quần áo, tâm bộ quần áo của mình. Đó, mình vừa cho các bạn xem đấy, đấy là những mẫu quần áo của mình vừa nhập ấy. Đấy, các bạn nào mà có nhu cầu quần áo thì có thể bình luận trực tiếp dưới cái video của mình ấy, mình sẽ gửi link Facebook cho các bạn vào Facebook của mình để xem được nhiều ảnh hơn nhé. Vì là ví dụ như là có người quay hộ mình ấy, thì mình sẽ cho các bạn xem được từng mẫu. Đây là một mình quay thì nó rất là vướng các bạn, nó lại rung máy nên thì các bạn không thể nào thấy được rõ được như bộ quần áo như cái váy đấy. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì mình like và share để ủng hộ cho kênh nhiều hơn nhé. Bye bye các bạn.